Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay thứ Năm ngày 11 tháng 1. Chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi tặng quà một số gia đình chính sách và công nhân lao động trên địa bàn huyện Vũ Thư. Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được các địa phương thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể. Công an huyện Kiến Sương bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chiều nay Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước đã đến thăm hỏi tặng quà một số gia đình chính sách và công nhân lao động trên địa bàn huyện Vũ Thư. Cùng dự và tặng quà có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn đã đến thăm chúc Tết thương binh hạng 1/4 Đỗ Đức Tiếp ở thị trấn Vũ Thư, đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống của gia đình. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh việc thăm hỏi tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách vào mỗi dịp Tết đến xuân về thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ban ngành đoàn thể và các tổ chức doanh nghiệp. Cùng chung tay chia sẻ giúp cho những gia đình chính sách, các hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hưởng một cái Tết đầm ấm, vui tươi và đầy ý nghĩa. Mong rằng là với những cái truyền thống cách mạng, truyền thống của bộ đội Cụ Hồ, rồi truyền thống của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, hai bác tiếp tục là nòng cốt để thun đúc tinh thần cho cái tuổi trẻ, không chỉ cho con em mình mà còn cho địa phương, giáo dục truyền thống cách mạng để mọi người toàn tâm toàn ý lo xây dựng quê hương đất nước và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Chúc cho hai bác cùng với gia đình luôn khỏe mạnh, bình an và tiếp tục cống hiến cho đất nước. Đến động viên tặng quà công nhân và người lao động tại Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, Phó Chủ tịch nước chia sẻ, năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp, trong đó có giai cấp công nhân, nên đất nước đã đạt được thành tích đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế vĩ mô ổn định, đạt mức tăng trưởng cao, đời sống của nhân dân được nâng cao. Mục tiêu của Đảng, Nhà nước là đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc, năm sau cao hơn năm trước. Đồng thời nêu rõ, năm 2023, Thái Bình đạt được các chỉ tiêu đề ra, trong thành tựu chung đó có sự đóng góp của đội ngũ công nhân, người lao động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và của Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng nói riêng. Phó Chủ tịch nước hoan nghênh Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng đã quan tâm tới đời sống công nhân và mong muốn doanh nghiệp tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội. Phó Chủ tịch nước đề nghị Thái Bình phải chăm lo Tết cho người dân, đặc biệt là rà soát những hộ nghèo, hộ khó khăn để chủ động hỗ trợ đi thăm tặng quà, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Phó Chủ tịch nước gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến người lao động và công ty. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, tranh thủ thời cơ, phục hồi và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế đất nước. Các giải pháp được Bộ đưa ra đều là các giải pháp mạnh, có trọng tâm và linh hoạt, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tình hình thực tiễn tiếp tục tham mưu cho Chính phủ các giải pháp để phát triển kinh tế đất nước. Trước mắt, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2024 của Chính phủ và năm quyết tâm đã đề ra, đổi mới tư duy, nhạy bén với các vấn đề trong nước và quốc tế, chủ động phản ứng chính sách và có tầm nhìn xa để tham mưu Chính phủ hoàn thiện các thể chế, cơ chế chính sách nhằm huy động mọi nguồn lực để phát triển nền kinh tế đất nước, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong thu hút đầu tư nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong điều hành để hoàn thành các đề án nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm nay. Theo quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định 1735 phê duyệt với rất nhiều mục tiêu được đặt ra, trong đó phấn đấu đến năm 2050, Thái Bình có nền kinh tế phát triển thịnh vượng.
Mục tiêu của quy hoạch là đến năm 2030, Thái Bình trở thành địa phương thuộc nhóm phát triển khá và là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng, có cơ cấu kinh tế hiện đại với công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng, để Thái Bình phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đô thị được đầu tư đồng bộ hiện đại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức trở thành nhân tố nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao. Các lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển đồng bộ với phát triển kinh tế. Đến năm 2050, Thái Bình là tỉnh phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, có nền kinh tế phát triển thịnh vượng, xã hội tiến bộ và môi trường sinh thái được đảm bảo. Tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành kinh tế trụ cột có sức cạnh tranh cao, đời sống vật chất tinh thần của người dân được đảm bảo và không ngừng nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, để phát huy và lan tỏa những thành tựu giá trị đạt được trong công cuộc xây dựng nông thôn mới những năm qua, tỉnh Thái Bình đã tổ chức thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Phong trào này đã được các cấp các ngành địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể và đạt được những kết quả quan trọng. Để thúc đẩy phong trào, Thái Bình đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích, động viên tạo động lực cho các huyện xã tổ chức triển khai chương trình. Có thể kể đến việc bổ sung vốn đầu tư cho Ủy ban Nhân dân xã để xây dựng các công trình phúc lợi và tiếp tục phấn đấu củng cố hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hỗ trợ 20 tỷ đồng mỗi huyện để đầu tư xây dựng các công trình nông thôn mới, đảm bảo phù hợp với kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Nếu huyện được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới nâng cao theo quy định tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện thắp sáng đường quê trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Về chương trình thắp sáng đường quê thì thực hiện nghị quyết của tỉnh, thì huyện đã lãnh đạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch để triển khai tất cả các xã một cách bài bản, và các xã thì đã triển khai tới các thôn cho đăng ký rà soát đảm bảo dân chủ khách quan. Trên khắp các làng quê, khí thế thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được tiếp nối và kế thừa trên thành quả của xây dựng nông thôn mới trước đó. Mỗi địa phương và mỗi người dân đều có những việc làm thiết thực. Không chỉ là xây dựng các giải pháp để thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển, những đóng góp mang tính cộng đồng như hiến đất mở rộng đường, đóng góp ngày công, tiền của xây dựng các công trình công cộng, mà còn là xây dựng nếp sống văn hóa với đời sống mới văn minh, hướng đến mục tiêu nông thôn mới thực sự trở thành nơi đáng sống. Kết quả trong năm 2023, Thái Bình có thêm 11 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã nông thôn mới nâng cao toàn tỉnh đã được công nhận là 35 xã. Trong đó có một xã nông thôn mới kiểu mẫu. Rất vinh dự cho địa phương xã An Thái được tỉnh công nhận là về đích nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một cái vinh dự cho địa phương với cái sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng quyết tâm của toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn xã. Hệ thống là giao thông, cơ sở hạ tầng của địa phương đã được là nâng cao. Hưởng thụ cái chương trình này của nhà nước thì thấy được là rất phấn khởi, vui mừng. Đấy, cùng với nhân dân là rất là trong lòng là được tự hào vì quê hương đổi mới từng ngày. Từ những kết quả đạt được sẽ là nguồn động viên to lớn để đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Các tin tiếp theo sẽ có trong chương trình. Huyện Hưng Hà tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông kết nối để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm và du lịch tâm linh. Công an huyện Kiến Sương bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Chiều nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong kỳ điều chỉnh này, giá xăng dầu đã đồng loạt điều chỉnh tăng. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 35 đồng một lít, xăng RON 953 tăng 19 đồng một lít, dầu diesel tăng 339 đồng một lít, dầu hỏa tăng 374 đồng một lít, dầu mazut tăng 320 đồng một kg. Phát huy thế mạnh về khai thác nuôi trồng thủy sản của tỉnh ven biển, duy trì và nhân rộng các mô hình nuôi thủy sản mang lại hiệu quả cao, lĩnh vực thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.
tổng sản lượng thủy sản năm 2023 của tỉnh Thái Bình đạt gần 290.000 tấn, tăng 3,3% so với năm 2022. Trong đó, sản lượng khai thác đạt trên 100.000 tấn, tăng 3%, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt trên 188.000 tấn, tăng 3,4%, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt trên 15.600 ha, diện tích đất chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản trong ao bán nổi đến nay đạt gần 173 ha, tăng 20 ha so với cùng kỳ năm 2022. Toàn tỉnh hiện có 692 lồng nuôi cá và có 700 bè nuôi hàu cửa sông, tăng 180 bè so với năm 2022. Năm 2024, ngành nông nghiệp xác định tiếp tục phát triển thủy sản theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng giá trị gia tăng. Theo đó, thủy sản phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 3,1%, giá trị sản xuất đạt 6.125 tỷ đồng. Nhân kỷ niệm 52 năm thành lập, mùng 10 tháng 1 năm 1972, mùng 10 tháng 1 năm 2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít tổ chức gặp mặt giao lưu với chủ đề Vững bước phát triển. Năm 2023, vượt qua nhiều khó khăn, Thái Bình Xít đã đoàn kết, vượt khó, đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống thu nhập ổn định và mọi chế độ đối với người lao động, tham gia hoạt động từ thiện xã hội. Trong năm, có 6 giống cây trồng được công nhận lưu hành, trong đó có 3 giống lúa và 3 giống ngô. Thái Bình Xít khánh thành hệ thống sấy bảo quản tại Viện Nghiên cứu Cây trồng. Dịch vụ khách sạn hoạt động ổn định, được khách hàng đánh giá cao. Thái Bình Xít tiếp tục lọt top 10 doanh nghiệp khoa học công nghệ xuất sắc năm 2023, top 10 thương hiệu mạnh ASEAN, top 10 thương hiệu Việt Nam tiêu biểu châu Á-Thái Bình Dương, đạt giải nhất Hội thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ 10. Năm 2024, Thái Bình Xít tiếp tục đổi mới đột phá về phương pháp quản lý, phương án kinh doanh kỹ thuật công nghệ và tăng cường quan hệ hợp tác hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, xứng đáng với niềm tự hào của Thái Bình và nông dân Việt Nam. Bảo Việt Nhân Thọ Thái Bình tổ chức ngày hội gia quân với chủ đề Nâng tầm chất lượng, vững vàng vị thế, nhằm truyền những động lực mới cho các thành viên tiếp tục cống hiến để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của năm 2024. Năm 2023, một năm nhiều thách thức khó khăn, nhưng Bảo Việt Nhân Thọ đã có những thay đổi về chính sách, hỗ trợ tối đa các hoạt động, tăng thưởng để các công ty thành viên và đội ngũ quản lý và tư vấn viên có được cơ chế hoạt động thuận lợi nhất. Trong tổng số 33.000 tỷ đồng doanh thu khai thác mới của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Việt Nam, Bảo Việt Nhân Thọ Thái Bình đóng góp 53 tỷ đồng, tuyển dụng gần 350 tư vấn viên mới. Tại buổi lễ, Ban Giám đốc Bảo Việt Nhân Thọ Thái Bình đã phát động ngày hội gia quân và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024 với phương châm nâng tầm chất lượng, vững vàng vị thế. Trong năm 2024, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thái Bình phấn đấu đạt 60 tỷ đồng doanh thu khai thác mới, tuyển dụng 400 tư vấn viên mới và 88 sao Việt. Nhân dịp này, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thái Bình đã tổ chức khen thưởng cho trưởng ban, trưởng nhóm và tư vấn viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh năm 2023. Thưa quý vị, Hưng Hà là nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Toàn huyện có trên 600 di tích lịch sử văn hóa, 175 lễ hội được duy trì và phục dựng. Trong đó, lễ hội Đền Trần Thái Bình và lễ hội Đền Tiên La là hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Phát huy thế mạnh sẵn có, thời gian qua, Hưng Hà đã tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông kết nối để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm và du lịch tâm linh. Tuyến đường DH70 đoạn từ DT452 đi di tích lịch sử quốc gia Đền Tiên La xã Đoan Hùng vừa mới hoàn thành, có chiều dài gần 3 km, tổng mức đầu tư trên 40 tỷ đồng. Công trình được đưa vào sử dụng không chỉ thuận tiện cho giao thương, sinh hoạt của nhân dân, mà còn thuận lợi cho du khách thập phương về dâng hương chiêm bái tại đền mẫu Tiên La. Đầu xuân năm mới thì như ở Đoan Hùng này thì nó lại có những đền Tiên La. Thì người dân tham gia về đây rất là đông. Thì cái đường đất đi lại giao thông rất là thuận lợi. Du lịch là phải phát triển, mà phát triển tương đối là tốt. Còn tại tuyến đường DH60 đoạn từ DT455, xã Đông Đô nối vào khu nghỉ dưỡng khoáng nóng xã Duyên Hải, có chiều dài 3 km, tổng đầu tư 35 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước dịp Tết Nguyên đán năm nay, sẽ tạo điểm nhấn cho việc kết nối vào dự án tổ hợp biệt thự khách sạn nghỉ dưỡng khoáng nóng và dịch vụ thương mại Winham. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và nước khoáng đóng chai Onsen. Hiện tại thì chúng tôi đã hoàn thành được khoảng 60-70%. Về tiến độ thì chắc chắn là sẽ vượt tiến độ so với đề ra là khoảng 300 ngày. Một trong những quan điểm chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện, đặc biệt là hình thành các tuyến du lịch với các di tích trọng điểm để cụ thể hóa. Từ năm 2020 đến nay, huyện Hưng Hà đầu tư xây dựng 26 tuyến đường huyết mạch kết nối các cụm di tích lịch sử văn hóa với tổng mức đầu tư trên 700 tỷ đồng.
Trong kết nối các di tích lịch sử thì hiện nay chúng tôi kết nối được hết toàn bộ các cái di tích rồi. Trục Đông Tây là cái đường Thái Bình Hà Nam thì đều có các cái tuyến nhánh để kết nối với các khu di tích lịch sử. Và từ trung tâm huyện thì đều có kết nối với đền Mẫu, với đền Trần, với Liên Hiệp, với hành cung Lỗ Giang và với Độc Lập, là những cái điểm kết nối mà khách du lịch sau này khi mà hạ tầng lên, du lịch lên và có dịch vụ lên là người ta có thể đi được hết. Để phát triển ngành công nghiệp không khói, Hưng Hà phấn đấu giai đoạn 2021-2025, lượng khách du lịch bình quân hàng năm tăng 10-15%, 50% số xã thị trấn xây dựng được ít nhất một sản phẩm du lịch đặc thù, hình thành từ 2-3 tuyến tour du lịch gắn với các khu cụm di tích lịch sử văn hóa, hoàn chỉnh hệ thống du lịch tâm linh nghỉ dưỡng, trải nghiệm theo định hướng phát triển không gian du lịch, góp phần phát huy tối đa tiềm năng vùng đất cổ. Chuyển sang các tin tức khác. Chiều nay, đồng chí Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thái Bình. Đồng chí Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thái Bình đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị thời gian tới các cấp Hội Cựu Chiến binh trong tỉnh nắm chắc quan điểm lãnh đạo, đường lối đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ hội viên, từ đó chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền có biện pháp lãnh đạo chỉ đạo. Các cấp Hội Cựu Chiến binh tỉnh nói chung và mỗi hội viên cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, luôn gương mẫu, thật sự là tấm gương sáng trong gia đình và xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục khẳng định vai trò vị trí là lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã đến thăm và tặng quà anh hùng lao động, thầy thuốc ưu tú, thương binh Đào Viết Thoàn ở xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ và cựu chiến binh Đặng Ngọc Quyết, quê ở tỉnh Hải Dương, là thương binh 4/4, đang điều trị tại cơ sở chữa bỏng của thương binh Đào Viết Thoàn. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa Lân, Ủy ban Nhân dân xã Đông Hoàng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Nữ Doanh nhân Thái Bình tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc và tặng quà cho các gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông Hoàng. Tại chương trình, đội ngũ y bác sĩ quân y bộ đội biên phòng, trạm y tế xã đã khám bệnh cho hơn 120 lượt bệnh nhân thuộc diện hoàn cảnh khó khăn. Đoàn cũng đã trao 80 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng. Tổng giá trị chương trình là 35 triệu đồng. Đây là hoạt động nhân đạo, từ thiện, có ý nghĩa sâu sắc của lực lượng bộ đội biên phòng và các đơn vị tham gia. Qua đó tô thắm tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết quân dân. Huyện Thái Thụy tổng kết công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời gian qua, huyện Thái Thụy triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, xây dựng phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ, phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Các lực lượng chức năng xử lý 20 vụ, 138 đối tượng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Huyện xây dựng mới 26 mô hình về đảm bảo an ninh trật tự. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, huyện Thái Thụy huy động tối đa nhân lực, phương tiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, mở đợt cao điểm ra quân thực hiện luật 14, nghị định 137, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần để nhân dân đón Tết vui xuân, an toàn, hạnh phúc. Công an huyện Kiến Sương vừa bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào chiều qua, tại đường liên xã thuộc thôn Đoài, xã Hòa Bình, huyện Kiến Sương, tổ công tác của Công an huyện Kiến Sương đã tuần tra bắt quả tang Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Trúc Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, đang cất giấu trong người túi ni lông chứa các viên nén màu trắng. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Tiến khai các tinh thể trong suốt trong túi ni lông là ma túy ketamin, các viên nén màu trắng là kẹo MDMA, kẹo lắc. Số ma túy trên Tiến khai mua để sử dụng dần. Hiện vụ việc trên đang được lực lượng công an huyện Kiến Sương tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go, VTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Tiếp theo là thời lượng của mục Nhịp sống đô thị. Thưa quý vị và các bạn,
Mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ đang được các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Bình tích cực triển khai, từ đó tạo sự thay đổi rõ rệt trong tư duy, nhận thức và cách giải quyết công việc của chính quyền cơ sở, hướng đến một nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả vì nhân dân. Đây là nội dung mà mục Nhịp sống đô thị hôm nay đề cập.